Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 9 tóm tắt bài 6 trang 7 đến trang 10, sách Chân Trời Sáng Tạo. Bài 6 những vấn đề toàn cầu, văn bản nghị luận. Văn bản 1, đấu tranh cho một thế giới hòa bình. Mắc kết. Chuẩn bị đọc, một nhỏ. Em hãy tìm hiểu về hiểm họa vũ khí hạt nhân và chia sẻ với các bạn trong lớp. Thì vũ khí hạt nhân là một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt mà năng lượng của nó do các phản ứng phân hạch hoặc là phản ứng hợp hạch gây ra. Em biết một vụ nổ vũ khí hạt nhân ở Nhật Bản là vụ ném bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki. Hai nhỏ, theo em việc duy trì hòa bình có ý nghĩa gì với mỗi cá nhân và với nhân loại? Thì theo em, việc duy trì hòa bình có ý nghĩa quan trọng đối với cá nhân và với nhân loại. Vì hòa bình sẽ giúp cho đất nước phát triển kinh tế, xã hội, không còn nghèo đói, bệnh tật vì chiến tranh, gia đình cũng không bị chia cắt bởi chiến tranh, con người cũng không bị diệt vong. Tiếp theo trải nghiệm cùng văn bản. Chúng ta đang ở đâu? Hôm nay ngày 8 tháng 8 năm 1986, hơn 50.000 đầu đạn hạt nhân đã được bố trí trên khắp hành tinh. Nói nôm na điều đó có nghĩa là mỗi người không trừ trẻ con đang ngồi trên một thùng 4 tấn thuốc nổ. Tất cả chỗ đó nổ tung lên sẽ làm biến mất hết thảy, không phải một lần mà là 12 lần, mọi dấu vết của sự sống trên trái đất. Nguy cơ ghê gớm đó đang đè nặng lên chúng ta như thanh gươm Damocles. Về lý thuyết thì có thể tiêu diệt tất cả các hành tinh xoay quanh mặt trời, cộng thêm 4 hành tinh nữa và phá hủy thế cân bằng của hệ mặt trời. Không có một ngành khoa học hay là công nghiệp nào có được những tiến bộ nhanh ghê gớm như ngành công nghiệp hạt nhân kể từ khi nó ra đời cách đây 41 năm. Không có một đứa con nào của tài năng con người lại có một tầm quan trọng quyết định đến vậy đối với vận mệnh thế giới. Niềm an ủi duy nhất trước tất cả những cái suy diễn kinh khủng đó là nhận thức được rằng việc bảo tồn sự sống trên trái đất ít tốn kém hơn là dịch hạch, hạt nhân. Chỉ do sự tồn tại của nó không thôi, cái cảnh tận thế tiềm tàng trong các cái bệ phóng, cái chết cũng làm tất cả chúng ta mất đi khả năng sống tốt đẹp hơn. Năm 1981, UNICEF đã định ra một chương trình để giải quyết những vấn đề cấp bách cho 500 triệu trẻ em nghèo khổ nhất trên thế giới. Chương trình này dự kiến cứu trợ về y tế, giáo dục sơ cấp, cải thiện điều kiện vệ sinh và tiếp tế thực phẩm, nước uống. Nhưng tất cả tỏ ra là một giấc mơ không thể thực hiện được vì tốn kém 100 tỷ đô la. Tuy nhiên số tiền này cũng chỉ gần bằng những chi phí bỏ ra cho 100 máy ném bom chiến lược B-1B của Mỹ và cho dưới 7.000 tên lửa vượt Đại Châu. Và đây là một ví dụ khác trong lĩnh vực y tế. Giá của 10 chiếc tàu sân bay mang vũ khí hạt nhân kiểu tàu Nimitz, trong số 15 chiếc mà Hoa Kỳ dự định đóng từ năm nay, từ nay đến năm 2000, cũng đủ để thực hiện một chương trình phòng bệnh trong cũng 14 năm đó và sẽ bảo vệ cho hơn 1 tỷ người khỏi bệnh sốt rét và cứu hơn 14 triệu trẻ em riêng cho châu Phi mà thôi. Một ví dụ trong lĩnh vực tiếp tế thực phẩm, theo tính toán của FAO, thì năm 1985, người ta thấy trên thế giới có gần 575 triệu người thiếu dinh dưỡng. Số lượng calo trung bình cần thiết cho những người đó chỉ tốn kém không bằng 149 tên lửa MX. Chỉ cần 27 tên lửa MX là đủ trả tiền nông cụ cần thiết cho các nước nghèo để họ có được thực phẩm trong 4 năm tới. Một ví dụ trong lĩnh vực giáo dục, chỉ 2 chiếc tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân là đủ tiền xóa nạn mù chữ cho toàn thế giới. Một nhà tiểu thuyết lớn của thời đại chúng ta đã đặt ra câu hỏi, phải chăng trái đất của chúng ta chính là địa ngục của các hành tinh khác? Có lẽ sự việc giản đơn hơn nhiều,
Nó chỉ là một cái làng nhỏ mà thánh thần đã bỏ quên ở ngoại vi vũ trụ. Tuy nhiên ý nghĩ, gia giảng cho rằng trái đất là nơi độc nhất có phép màu của sự sống trong hệ mặt trời. Ý nghĩ đó đã đẩy chúng ta tới kết luận không thể khác được, chạy đua vũ trang là đi ngược lại lý trí. Không chỉ đi ngược lại lý trí con người, mà còn đi ngược cả lý trí tự nhiên nữa. Từ khi mới nhen nhóm, sự sống trên trái đất thì đã trải qua 380 triệu năm con bướm mới bay được, rồi 180 triệu năm nữa bông hồng mới nở, chỉ để làm đẹp mà thôi. Cũng phải trải qua 4 kỷ địa chất con người mới hát được hay hơn chim và mới chết vì yêu. Trong thời đại kim hoạt, trong thời đại hoàng kim này của khoa học thì trí tuệ con người chẳng có gì để tự hào vì đã phát minh một biện pháp. Chỉ cần bấm nút một cái là đưa cả quá trình vĩ đại và tốn kém đó của hàng bao nhiêu triệu năm trở lại điểm xuất phát của nó. Chúng ta đến đây để cố gắng chống lại việc đó, đem tiếng nói của chúng ta tham gia vào bản đồng ca của những người đòi hỏi một thế giới không có vũ khí và một cuộc sống hòa bình công bằng. Nhưng dù cho tai họa có xảy ra thì sự có mặt của chúng ta ở đây cũng không phải là vô ích. Tôi rất khiêm tốn nhưng cũng rất kiên quyết đề nghị mở ra một nhà băng lưu trữ trí nhớ có thể tồn tại được sau thảm họa hạt nhân, để cho nhân loại tương lai biết rằng sự sống đã từng tồn tại ở đây, bị chi phối bởi đau khổ và bất công nhưng cũng đã từng biết đến tình yêu và biết hình dung ra hạnh phúc. Để cho nhân loại tương lai hiểu điều đó và làm sao, cho ở mọi thời đại người ta đều biết đến tên những thủ phạm đã gây ra những lo sợ đau khổ cho chúng ta. Đã giả điếc làm ngơ trước những lời khẩn cầu hòa bình, những lời kêu gọi làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, để mọi người biết rằng bằng những phát minh giả mang nào, nhân danh những lợi ích ti tiện nào, cuộc sống đó đã bị xóa bỏ khỏi vũ trụ này. In trong Ngữ văn chính tập 1, Nguyễn Khắc Phi, tổng chủ biên, Nhà xuất bản Giáo dục 2009. Như vậy chúng ta vừa theo dõi văn bản. Câu hỏi giữa văn bản: một, xác định bằng chứng khách quan trong đoạn này. Thì bằng chứng khách quan ở trong đoạn văn năm 1981, UNICEF đã định ra một chương trình để giải quyết những vấn đề cấp bách cho 500 triệu trẻ em nghèo khổ nhất trên thế giới. Tuy nhiên số tiền này chỉ gần bằng những chi phí bỏ ra cho 100 máy ném bom chiến lược B-1B của Mỹ và cho dưới 7.000 tên lửa vượt Đại Châu. Câu 2, những số liệu về thời gian trong đoạn này gợi cái ý nghĩa gì? Những số liệu về thời gian trong đoạn nhằm làm tăng tính thuyết phục. 3, giải pháp được đề xuất trong đoạn văn này hướng tới những cái đối tượng nào? Thì giải pháp được đề xuất trong đoạn văn hướng tới những đối tượng là nhân loại tương lai. Tiếp theo, suy ngẫm và phản hồi. 1, luận đề của văn bản trên là gì? Luận đề của văn bản trên là đấu tranh cho một thế giới hòa bình của nhân loại. 2, nhỏ xác định bố cục và các luận điểm của văn bản dựa vào gợi ý sao làm và vở. Bố cục văn bản, phần 1, từ đầu đến vận mệnh thế giới. Luận điểm, thực trạng và các nguy cơ của việc chạy đua vũ khí hạt nhân trong bối cảnh thế giới hiện đại. Phần 2, phần tiếp theo. Như vậy, tiếp theo phần 2 là bố cục của phần 2 tiếp cho đến trở lại điểm xuất phát của nó. Thì luận điểm ở đây, chạy đua vũ trang là vô cùng kém, đi ngược lại với sự tiến bộ của xã hội. Phần 3 là phần còn lại, chống chiến tranh hạt nhân, bảo vệ cuộc sống hòa bình là nhiệm vụ cấp thiết của toàn nhân loại. Tiếp theo, câu 3 vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa luận đề, luận liệm lý lẽ và bằng chứng trong văn bản. Sơ đồ: nguy cơ chiến tranh hạt nhân đe dọa toàn thể loài người và sự sống trên trái đất, vì vậy cần đấu tranh cho hòa bình, ngăn chặn xóa bỏ nguy cơ chiến tranh hạt nhân, nhiệm vụ thiết thực, cấp bách của mọi người, toàn thể loài người.
Cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân làm mất khả năng sống tốt đẹp hơn của thế giới, dẫn chứng là so sánh những cái chi phí cho các lĩnh vực xã hội, cứu trợ y tế, hỗ trợ phát triển, sản xuất lương thực, thực phẩm, giáo dục. Với chi phí khổng lồ cho việc chạy đua vũ trang hạt nhân, chạy đua vũ trang đi ngược lại quy luật tiến hóa nhân loại, tất cả gần ngăn chặn chiến tranh, chạy đua vũ trang. Tiếp theo câu 4, em có nhận xét gì về cách tác giả triển khai bằng chứng trong phần 2 của văn bản? Thì tác giả đã đưa ra một loạt bằng chứng về thời gian 380 triệu năm, 180 triệu năm, 4 kỷ địa chất. Điều cho chúng ta thấy là quá trình tạo nên sự sống, tạo nên con người là rất dài. Trái đất từ khi khai sinh đến nay đã trải qua thời gian hàng triệu năm, mất rất nhiều thời gian mà bây giờ chỉ vì chiến tranh mà con người có thể quay trở lại thời kỳ đồ đá, đặc biệt thời kỳ đồ đá bị diệt vong, trở lại lúc con người chưa xuất hiện trên trái đất. Câu 5, tác giả đề xuất giải pháp ở đoạn cuối của văn bản nhằm mục đích gì? Thì tác giả đề xuất giải pháp ở đoạn cuối của văn bản nhằm mục đích đưa ra lời cảnh báo, đó là nhiệm vụ cho toàn thể nhân loại. Chúng ta phải đoàn kết, đấu tranh, xây dựng một thế giới hòa bình, không có vũ khí hạt nhân. Câu 6, năng lượng hạt nhân khi không dùng để sản xuất vũ khí hủy diệt có thể trở thành nguồn năng lượng có ích cho nhân loại. Tìm hiểu những cái lợi ích của năng lượng hạt nhân và thiết kế sản phẩm, sáng tạo để giới thiệu thông tin này trên góc truyền thông của lớp. Thì lợi ích của năng lượng hạt nhân đó là giảm phát thải nhà kính. Năng lượng hạt nhân là nguồn điện, là nguồn cung cấp điện ổn định, lợi ích kinh tế lâu dài, năng lượng bền vững với thời gian.